đổ mắc cái gì Có của chứ nhà nước để sao? nhà nước làm, đổ mắc À. trước cái gì đổ thừa cho nhà nước hết, đồ má giờ kể của ông làm không làm, đồ mệt chính liếu làm cái ai đụng má. Bữa nay thì thấy ở Việt Nam thì nó lùm xùm quá, việc ba cái vụ mà Covid là tông rầu quá, thì nó thẳng cái điều về có nghĩa là nó bị ảnh hưởng, mà ảnh Chà. hưởng rất là nặng nề, chẳng những ảnh hưởng người trong nước mà nói người ngoài nước nữa. Nói như vậy đi tụi mày hiểu rằng ở đây có những người Việt kiều giống như tao, giống như Phượng, như là Peter Phượng, và hầu như là cũng 500-700 ngàn người Việt kiều lâu quá rồi không có về Việt Nam, cứ tưởng chừng đâu sắp sửa được về, bởi vì họ hy vọng cái vấn đề như là cái hộ chiếu Dịch vaccine bệnh nó qua đi đúng bịch đi nó qua đi. Có là từ hồi xưa tới giờ mình nghĩ là Việt Nam là chống dịch rất là tốt, cho vì đó là mình đúng rồi. cái người Việt kiều bên này họ an tâm dù muốn gì không, mà Việt Nam mở cửa là xong là mình dọt cho liền. Nhưng mà Đúng rồi. không có ai ngờ chuyện nó xảy ra như vậy. Thành ra cái sự tức tối á, ở trong nước thì họ bực, có những người mà họ cảm thấy là họ tuân thủ theo cái luật pháp Việt Nam nghiêm chỉnh mà vẫn bị cái điều đó, thì cái chuyện đó là không nói rồi. Nhưng cái người tức tối nhất, cái người Việt Nam mà tức tối nhất á, là người Việt kiều hải ngoại, đó là tao nói rõ ràng Dạ đúng rồi, con hiểu cảm giác đó, con hiểu cảm giác đó mà. có nghĩa là Tức đáng là lẽ là rất về nôn nóng là bao nhiêu cái lâu muốn muốn đúng về. rồi, cái thời gian nó Đó. ngắn đi để về, không ngờ bây giờ nó Dạ. là miên viễn không hiểu lúc nào được về, thành ra họ Dạ. nản. Chiều nay tao nói với anh Dạ. bạn già tao, hai đứa còn cái chắc lưỡi, ông chắc lưỡi cái tao chắc lưỡi cái, tao là đồ thạch sùng ở đâu mà nó kêu hoài. Nói như vậy để cho mày hiểu À. rằng cái sự mong đợi mà những người như tao, như ông Peter Phượng, rồi bà Phùng Tuệ Châu, những người mình nói chung là những người Việt kiều bên này mà có một cái tâm hồn về nghĩ về Việt Nam, họ mong muốn lắm. Họ có thể là họ về họ thăm quê hương, họ thăm bồ bả ông bà, họ thăm bà con cô chú, rất là nhiều người, cả triệu người bên này chứ không ít. Mà chính cái chuyện này ra là chính họ mới là người bực tức nhiều hơn là người trong nước, cái điều đó là mình phải hiểu điều đó. Chứ con người trong nước thì bệnh là không bệnh thì họ cũng nằm trong nước mẹ rồi, họ đâu có kiểu giống kiểu như là xa nửa vòng trái đất đâu. Cho vì đó họ không hiểu được cái cảm, họ không thấu hiểu được cái người mà ở xa quê. Tụi tao là người xa quê, vì đó là cái sự mà của tụi tao nói ra là nó thay vì tụi bị đau một, tao đau tới 10 lần thấy vậy, thì cái chuyện mà bỏ qua gì đó không quan trọng. Mà quan trọng là ở chỗ bây giờ, nãy giờ tao vô tình tao coi tự nhiên nó hiện lên cái kiểu là đặc sản miền Tây sông nước. Nó có cái kênh rất là hay, trời ơi tao coi thì rượu nước miếng nó chảy ra mày. Mẹ nào mắm khô cái đồ, ta thích tao thì ham ăn, tính tao thì ham ăn rồi, đồ ba mùa mùa nước nổi rồi cá linh non, cá linh mà non mới ăn nha, trời đủ Dạ đúng tự rồi. nước miếng nó chảy nào nào. Bà xã tao mới chửi, bà đi vô mẹ rồi, rượu má uống mắc cái bắt mới coi đồ ăn đâu mất, đi ăn cơm rồi sao được, tức quá làm vài chai bia về để ngủ. Nói như vậy để cho mày hiểu rằng cái tình quê hương Lớn lắm. nó lớn lắm, mình không thể diễn tả được mà mình nói không hết luôn, nó Đúng không rồi. được, bởi vì cái chuyện đó nó không thể nói ra bằng lời được, bởi vì nó có cái gì đó rất là thiêng liêng mà mình không thể nào nói được. Ở đâu đó thì cũng có những cái thành phần buồn cười, có buồn cười ở chỗ này, sao chú không về Việt Nam chú ở luôn đi, chú yêu quê hương quá mà này kia. Ồn bán tao tao biết tao biết tao trả lời cái vụ này không biết bao nhiêu lần rồi, mà vẫn có những cái thằng, những cái phần tử mà nó không lớn ngang tuổi như tao, nó chỉ là hậu bối thôi, nó chỉ 30-40 tuổi thôi, mà nó nói những câu tới buồn cười mà tao không thèm trả lời. Ô xe đủ mà tao lóc mẹ cho Không thì đáng để mày trả lời. không đáng rồi, mà điểm giờ tao lóc mẹ Đúng cho luôn rồi. cái rồi sao mà bởi đó đánh tất tao, bởi vì những cái thứ đó, những cái hạng người đó họ không hiểu gì cả, nó không hiểu được bất cứ một cái gì cả. Thôi mình không bàn cãi chuyện đó nữa, mà mình chuyện bàn cãi nữa ở chỗ là trước cái mùa dịch á, thì coi rồi chợ búa Việt Nam rồi những cái ở miền Tây họ bắt cá như thế nào, rồi làm những cái loại cá như là cá rô phi rồi cá đồng rồi ui nhiều nhiều, mình không thể nào nói hết được, mà cái gì nó cũng tươi rói.
và những cái Đúng rồi. món ăn dân dân dã ở Việt Nam mình. Nó là nếu mà con người mà Mỹ thì ta không nói, nhưng mà Dạ. con người mà nó có một cái tính cách là cốt Việt Nam thì không thể nào không thèm được, không thể nào không thèm được. Đủ loại Đúng khô rồi. cá sặc cá lóc rồi rau thì rau đủ loại rau Việt Nam mình, nhưng mà nó đặc biệt ở chỗ là ở ở miền Tây là rau tươi, không rau tươi và rau non Những thích món ăn tức là ở là nó Việt đã Nam đi vô vô luôn. máu rồi, nó ngấm vô máu cái con người Việt rồi, đúng không? Bố không nhận không? Từ nhỏ là đã là Đúng rồi, nó đúng mình rồi. đã thấm vô cái máu của mình rồi. Làm sao quên được. Dạ, em chào chị Rồi Cao. rồi chính vì cái chỗ đó, thì ra vì chỗ đó nên mình là nói không ngoa, mình cách mình nói tao nói không ngoa là yêu nước chính là yêu món ăn, nó thẳng là vậy, cái không có cắt gì trên, Dạ. nó thẳng vậy, nó thẳng một cái này. Bởi vì mình không thể nào quên được những món ăn dân dã Việt Nam mình. Đúng rồi. Cá lóc nướng chui rồi xong cá linh non khô, nói chung mắm kho quẹt cơm trái, nói chung là những cái món ăn mà mình tưởng Âu như là rất ư là nghèo nàn, nhưng không, khi xa quê rồi mình mới thấy cái điều đó nó mới độc đáo và là cảm thấy mình không bao giờ có cái điều đó nữa. Đúng rồi. Nhưng mà nó khổ nổi cái mình á, thì mình nói như vậy, nhưng mà cái đám hậu bối F2 F3 nó đâu có biết cái con mẹ gì đó nói, nó thấy mình ta tháng mình còn mình than thở như vậy thì nó nói mình ủa tại sao ông không gì đâu ông ở đây thì ủa má tự nhiên con người mình cảm thấy mình nó buồn cười chứ nó không hiểu được cái tình thôi, mình không bàn cãi giữa nữa bởi vì nó không đáng để mình bàn Lạc cãi, loài đúng không con? mà đúng không, Nó cái không giống đáng để lạc mình bàn loài cãi. mà Không 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 đáng để bàn cãi. Thì bởi vậy thì mà kia tôi lên bất tử ta mới uống hai chai bia tính trong sự ngủ, bởi tôi nói chán quá chiều nay có nói chuyện với anh Peter Phượng, Peter anh Peter Phượng Phượng thì cũng nói thì hai ông già thì cũng nói chuyện qua lại cười hí ai hững rồi đại khái vậy, thì có gì nó ổng có cái gì kêu ổng thì ta để tính ngày mai có gì mà nếu mà like thì cũng lên nói chuyện về ba câu cho nó vui vẻ, chứ còn bây giờ thì ở Việt Nam mình thì cái chuyện đó nhà nước đã nhúng tay mà rồi. Ta nói rồi, tao có một cái tính kỳ cục lắm, có nghĩa là khi nào nhà nước bà vào cuộc rồi tao không có nói nữa, mẹ hiểu không? Bởi vì mình nói nữa bằng thừa, bởi vì tao đã vào cuộc rồi nói còn mẹ nữa, thì từ cái chuyện mà vô va vô ve rồi nói chung là những cái chuyện gì mà đâu đó thì những, bởi vì mình là quyền, mình là người dân, mình chỉ đánh động khi nào mình nghĩ là nhà nước không biết, nhưng mà mình lầm to là Đúng cái rồi. gì nhà nước cũng biết hết, cái gì nhà nước biết hết Đúng nhưng rồi người không? ta chưa lên tiếng, người ta chưa lên tiếng thôi, đúng không? Đôi Người lúc ta là lên cái tiếng là lòng phải chính kiểu xác, là phải chuẩn, đúng là rồi, phải nhưng mà là bây rõ giờ ràng, chứ người ta không lên tiếng như cái kiểu mà người dân của mình được. đúng rồi đúng đúng rồi thì bởi vì đôi lúc là mình lầm tưởng là mình làm riết á, thì tự nhiên mình cầm mình có một cái là cầm đèn mà chạy chiếc Ảo ô giác, tô mình ở ảo cầm á, đèn giống như cầm mình cầm ảo ảo mình cảm giác mình bị giống như là ảo quyền lực cho bố biết không? Mình nghĩ là mình đúng rồi là thế này thế là giống như mình thám thì giống cái kiểu người ta nói gì đó thì rồi, nhưng mà vậy. có cái điều là cái like của bà hàng hôm qua hôm kia bà khóc á, tự nhiên mình cảm thấy Dạ. mình chột dạ Chạnh lòng. thì chạnh chạnh lòng nó thấy thôi, còn chỉ, bởi vì nói gì thì nói mà nếu mà bỏ bỏ mà bỏ đi nước mà bà sống thiệt thì mình cảm thấy là tiếc nuối, mà nói như vậy để mình hiểu là nhà nước mình đang thất bại ở cái chỗ là không giữ được một người mà có tấm lòng yêu nước yêu dân như vậy. Cái đó là thứ nhất, cái thứ hai là tao nghĩ là bả đi không được đâu, tao nghĩ là bả không có đi được, mày biết thì tại sao không? Dạ sao Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tao tính mời bả đi ăn cơm mà để à giải biệt, biết không? đúng rồi Nhưng mà nếu mà không ăn cơm với tao là không đi được, không ăn cơm với đi không ăn cơm với tao được là không ăn cơm với tao được là coi như là không đi, thế thôi, không được đi tao đúng nghĩ là bả rồi. không Chị đi, Cao cũng vậy nè, chị Cao không được cũng đi. đã lên kế hoạch đó đó, chị Cao nói rồi không ăn cơm Ăn với chị cơm với Cao hôm bữa là ăn chị cơm Cao không cho đi. đúng rồi, tao cũng tính vậy đó. Đủ má mà tao không có nuôi tao ăn cơm mày, đủ ăn ăn cơm mới đi sao, đủ là tao không bao giờ ăn cơm, không bao giờ tao cho nó ăn cơm chung với tao cái giọt bông cơm trước mặt á, đủ má mà đang ngồi bật đứng không mời, đủ dứt khoát không mời, tại vì mời nó là dính chưởng thì ra không mời, đủ quá thì ra không bao giờ được ăn cơm với tao,
mà không bao giờ ăn cơm với tao, có nghĩa là không bao giờ được đi, tao có lời nguyền rồi, có nghĩa là ăn cơm với tao xong một bữa Dạ. thì muốn đi đâu đi, nói vậy đó. Đúng Nhưng mà rồi. dễ dầu ăn cơm với tao vậy, đủ đó, không giờ đơn giản đủ. Tao ra không bao giờ đi. Ok thì bắt lên chú bố lên bố hài chút xíu cho nó vui thôi, chứ bởi vì nhiều khi bực mình rồi tao đã ngồi uống hai chai bia rồi mặt nó hơi sần sần và cũng muốn đi ngủ rồi, thấy tự nhiên mà mở like tao chung cho tao coi thử ai nhà mà lâu tôi lên, thành ra tao không biết có gì. Nhưng mà dù Thì tâm dù sự không thì thôi, gì giờ đâu, mình đâu có cần gì đâu mà phải mà nghiêm trọng vấn đề. biết thì vậy rồi, nhưng mà mình không có cái tư tưởng, có nghĩa là không hiểu được. Thay thay dụ tao mà nghe, ví dụ giờ tao biết mày Không lâu thông ra à? tao sẵn sàng tự không, tự nhiên đùng một cái đụng con người ta nó giống như kiểu gì nó không biết đường nào, có nghĩa là mình bất ngờ đó, hiểu không? Chứ còn thí dụ tao tao biết mày bữa nay mày like, tao sẽ lên tao nói cái gì tao chuẩn bị trước, thì tao có tánh kỳ lắm, có nghĩa là gì là tao không bao giờ tao sách vở cả, tao nói bằng miệng từ xưa giờ tao lên like tao có bao giờ mà tao đi ghi vở đâu, thành ra khi bất chợt mà nó mất cái hứng đi, nó mất cái nguồn cảm hứng đi rồi mình không biết nói gì, hiểu tao nói không? Đúng Khi rồi. tao nói mà À. thao thao bất tuyệt hay tao nói tỉnh bơ vậy, nhưng mà thực chất đồ mà đâu có sách vở con mẹ hay đâu, nhưng mà có cái chuyện gì mà nó sốc mình bị ngắt quãng hoặc là có gì tự nhiên mình lúc đó làm gì cái đầu óc mình nó bí đề tài, sau nó coi như cục cũ luôn, không có nói được con mẹ cả. Thì nói cho cùng thì bây giờ ta đang nghe rầu là cái chỗ bây giờ là người thân tao ở Thủ Đức như Gò Vấp rồi Dĩ An rất là nhiều, mà bây giờ Việt Nam mình bây giờ dịch tung hoành quá, thì ngày hôm qua có Không thằng sao, không cháu với sao con đâu thân bố yên tâm vụ đó đi, không sao đâu. Con nhà tao đây nói bây nè, giờ nguyên gia đình con là từ từ bố mẹ con nè, với mấy anh chị lại trong Gò Vấp hết đó, vậy cũng đó là ở khu vực đúng Gò Vấp rồi. hết đó. Ok tự nhiên mình nó Bố yên khổ tâm cái đi, là tức là cái không đến nỗi đâu, tức là ừ tự vì nó thế này, là từ cái tiêu chí của nhà nước mình đó là họ luôn phòng xa, bố anh vua họ luôn phòng xa, đâm ra thí dụ trong cái khu vực đó có thì họ là bao bao cho nó đúng rộng ra rồi. để họ khoanh vùng á, Không chuyện mà bây hao, giờ trên tinh sao thần là chuyện bây giờ hao. ở đâu Ừ, đâu đó có hứng rồi đó. nó có Ừ, người đó là kỳ cục, ta coi người ta còn ta cười đúng nè, rồi. ta không nghĩ nó chuyện nó hiện ra trên đời. Ta bắt tung mấy cái clip lên lên mạng rồi đó, có một cái cô nàng đó đồ má phó một cô chủ hoặc là cửa hàng trưởng một cái shop rất là lớn. À đúng rồi, vui lắm độ má. Tôi nói là không có gì cả, không gì hết trơn, rượu đại khái là mình nói là không có covid gì hết đó. Mình hủ, hủ buồn cười lên cái chỗ đó. Tao không hiểu sao mà tao nói có những con người nó buồn cười rồi quá, tao coi mà tao cười sặc máu luôn. Tao cái là cái cán bộ y tế, cái nhân viên y tế, bác sĩ y tá mà nó là dân người ta đi cái gì mà nó nói là nó khẳng định là không có gì hết, tao buồn cười. Nó đi ngược nhiều cái mà tao buồn cười đó, mà tao cũng không muốn nói bởi tao nói là người dân Việt Nam, tao nói thì tao đồng ý, nhưng mà tao mới nói là lần nữa là tao không phải tao bôi xấu, tao là người Việt Nam, mày là người Việt Nam, mà tất cả mọi người Việt Nam, mà tao thiệt là dân Việt Nam khó trị, lì ngoan cố hay kể lý bướng gàn, nói chung là bao nhiêu tật xấu ở trên thế giới này là đều vô vô người Việt Nam, tao thầm nghĩ như vậy. Đây là cá nhân của tao không nha, tao thầm nghĩ không có cái gì mà người Việt Nam không cãi, nó hẳn vậy Đúng rõ rồi. ràng từ từ trong nước ra ngoài, thành ra cái chuyện đó mình cũng không lạ gì cả, nhưng mà khi mình nói ra đủ mất có nhiều thằng ú tại sao ông là người Việt Nam ông nói xấu người, không phải thiệt mà rõ ràng cái buồn cười đó, coi coi vậy đó đồ má vậy đó, nhưng mà thật, Việt Nam dân Việt Nam khó khó xài khó chơi lắm đồ á, mà chỉ Chào có biệt rồi. người Việt Nam chỉ người chỉ có người Việt Nam mới người Việt Nam mới trị cho được thôi, ngoài ra không có thằng nào mà trị được Việt Nam đâu, cùng cười Nè. nó thẳng là vậy. Thì nói một cách như vậy thằng mấy thằng già như tao á đồ má đang trong bề Việt Nam quá trời quá đất, mà cái chuyện này nó xảy ra thì cái thời gian mà về nó càng kéo dài ra đúng không? Yeah. Và cũng không biết thế nào để về được, thành ra vì đó thành ra tụi tao đang đây khổ cái thứ nào đấy ngồi béo rau chờ là không béo rau Thì nãy con đúng nói bố rồi. rồi đó, bây giờ muốn muốn nhanh thì bây giờ chung tay đóng góp vô cái quỹ vaccine đi, đúng chưa, để nhà nước có vaccine về tiêm cho mọi người thì lúc đó là mở cửa sớm có đâu. Giờ đóng nhiêu nè, Thôi bị giờ ông già đóng ơi nhiêu là nói đi.
cho lắm như 2 đồng. có số tài Hai khoản bên đồng. Mỹ không mà hay, cũng được nữa, thiệt cũng được nữa, nó miễn sao Đối có với cái đống tao đồng ấy, là ok. đối với tao cái chuyện đó, tao từ xưa tao với quan viên với viên biển làm nhiều lần, mày khỏi nhắc. Tao làm mình tao, tao không cho ai biết đâu, đừng lo, mệt quá. Thôi thôi cho con cháu biết đi ông ơi, cái lần đó lần trước Thôi là chứ ông già, cái lần trước là ông già làm từ thiện đúng chưa, còn lần này á đúng là không có phải từ thiện, lần này là đúng không từ á. thiện, lần này là chung Tao tay sợ lắm, với nhà nước, chung tay với tao chính mừng quyền á. đúng không, Thôi bớt đó cái này chửi, là chung tay với chính quyền, chung tay với nhà nước. tao với nghi ngờ lắm, thứ gì qua một lần là tao về nghi ngờ lắm, đủ mệt lắm tao. Mệt chuyện đó, mệt đối với tao, mệt. Đó số 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 tài khoản là của báo nhân dân đưa xuống là quỹ phòng chống Covid-19, số bên Mỹ có, số bên châu Âu có, số bên Việt Nam có, công bố hết rồi Yên tâm, đúng chưa. chuyện đó mà khỏi Không lo. phải, không không phải biết sao không? Lấy cái lọc của bố á, không để tên vô, bố cầm Nguyễn đó chạy lên nghe Má mày làm gì có mình tao, tào tào lao thế, đồ quá. không phải Tên tức là tên bố cầm tên Nguyễn là tên người đi người chợ. người Thôi 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 người người đầu tàu biết không đó. thôi mày đừng khùng quá mày ơi, đồ má. Tên tao cũng giống như tên mọi người thôi, mà tao không bao giờ tao để cái đó. Tao sẽ ủy quyền một người đó, tao cứ ê đốc là nó đốc thôi. Mệt. Thì đó đóng rồi xong cái là lấy Đúng chụp rồi, cái hình đó ok. mình đăng lên cái đóng vô cái comment Không đó ký đủ đâu, tên tao đâu đủ khổ. Tao không à, biết tao lại mấy chuyện thấy đó rượu bu bạch. Thôi bỏ qua chuyện đi, rồi ta sẽ có bằng tay của tao ký vô mà, xỉn mày chưa yên tâm không ai biết đâu. Cũng 3 chai rồi, 3 chai ba bia chai, mới ba mà, chai sao hãy xỉn. đi. Thoa mấy mấy Thoa nó kêu là bố uống kiểu đó mà bố ngất ngư rồi, mốt bố về Việt Nam bố chịu sao nổi với nó hả. Bởi tao biết rồi, tao biết cái thân tao rồi, tao đâu có dám ngồi. Tao biết cái thân tao, tao đâu có dám đồ uống chừng chai 2 chai xong tao trò bỏ tao chạy, tao đâu có dám ở đó đâu. Tao đâu có ngu đâu. Có nước về miền Tây À. ăn cho sướng mà. Ừ chắc là ừ. Thế thôi chứ sao giờ. Đúng rồi, bây giờ thì bây giờ nhà nước mà hiện giờ đang Dạ chào Nam Bình Tâm. trong mùa dịch bệnh thì biết sao được. Tụi tao Dạ. thì ở ngoài già rồi, đâu có làm được gì, thì chỉ có tiếng nói thôi. Nhưng mà có nhiều cái thì mình nghĩ nhà nước không biết, nhưng thực chất nhà nước việc biết cái mẹ ơi khổ lắm. Mình bằng thừa thôi, mình lên tiếng nhưng mình bức xúc thôi, chứ thực chất là họ cũng biết hết á, mà có họ cách giải quyết. Ok thôi bố nghỉ ngơi chút rồi. Dạ, cảm ơn cô. Chào anh em Tâm nha. Thì đúng không? Vậy nha mọi người nha. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào mọi người. Cái gì nếu mà tối mà Dương Vy không làm thì thơ lai thơ quan làm. Anh em vào chơi. Xin chào mọi người ha. Bye bye mọi người.
bởi tao tại cuộc đời tao tới tới rồi 20 năm nay tao chưa bao giờ tao nghe nhạc Việt Nam cả, còn là cái thứ gì đâu gì thị trường đặt hàng, còn ngoài ra đâu có cái gì hay ho mẹ đâu, tiếng thứ ngoại lai Việt Nam hát về nhạc Việt Nam đi, không đem ra cái bấm bới đưa nước nước ngoài đến vô du nhập vào Việt Nam nhảy cà tưng ở dưới reo hò hu 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 hay quá, nghe thử rap Việt cái rap chương trình rap Việt các bạn nghe được một chữ tao cùi sức bóng rồi đó, nó hát cái đủ má tao không biết nó hát cái gì luôn, vậy mà ở dưới mẹ đủ thức ăn theo mức dạy từ cái thằng đó thiệt mày đủ má, rồi phát ngôn thì bừa bãi rồi lai gian lận rồi tiệc, nói chung là vì tiền hết trơn đuổi nó bỏ hết đủ, bởi vì tiền là nó bỏ hết mệt tao thiệt mày, nói đi nói là hoài tao là tao không có nói mấy cái chuyện này bởi vì tao không có, nhưng mà tao gai là ở chỗ là thằng bà gì đó là Đức Hải Đức Cống gì đó Đức Cống gì đó lên tuyên viết những cái câu chờ từ, tao tao thiệt mày tao chẳng có binh vực gì ai cả, tao có biết gì ai là tao binh vực, nhưng mà tao thấy cái rượu nó tha quá quá đi, cái xã hội bây giờ Việt Nam mình cái đám kệ sĩ đó, cái đám phường chèo thiệt mày tao đã từng nói rồi, cái đó là thằng thằng hề con hát chứ không ai nói đủ mà dạ thưa ông đủ ông là hoặc là bà hoặc là cô hoặc là thầy đi chứ là thằng con không à, bây giờ thiệt mày là đủ má chỉ cần 200 triệu 300 triệu là thành ca sĩ liền à, hát như cứt đủ còn biểu diễn đủ mà làm biểu diễn cái đủ cầm micro rồi bé lên đá cho một cái không nghiêm. Ôi trời ơi, bây giờ tôi vô bó tạp kỹ sân khấu ý cha y chang giống như cái đám chợ chòm hổm thôi, đủ ngoài ra đá chợ chòm hổm mà nó còn lại còn 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 rừng mất dạy rồi còn tàu láo bực cái mình riết rồi đủ. Cái văn hóa của Việt Nam nó bị xuống cấp, nó thẳng là vậy, từ cái thằng giảng viên đại học từ cái thằng đó đủ mày có một cái sâu chuỗi tụi nó là một cái liên kết mafia đó, nó thẳng là vậy, hồi xưa tới bây giờ hả ai mà đụng vô đó là nó giết đụ, ai đụng nó vô nó là đụ, còn thằng Đàm Vĩnh Hưng nó nói đụ nó đối với nó là không có dùng cấm cấm cục cức đụ má mày là cái đéo gì trong xã hội rồi mà đụ mà mày là có không có dùng cấm đụ mà đừng nói tới mày chữ cha mà lên cũng có đồn được cái đường nó ở cái đéo gì đâu mà phải sợ mày là cái đéo gì mà trong xã hội mà mày không có dùng cấm má nó thiệt tình fan với phun thấy thì bất ghét ba cái đám mà cuồng fan cuồng giết. Tao nghĩ tao rất hoài à, anh gì đủ mẹ người ta họp báo người ta đi về nước nào vừa lên ôm cái ghế hung đi đích người ta hung chỗ dơ giá nhất hôn cũng không có ghế má, phải ông cha ông nội mình đâu mẹ tào lao đủ mẹ thứ khốn nạn nhất trên đời đủ mẹ thiệt, tao chửi á là làm gì tao, từ cái bữa mà nó kéo tới nhà Dương Nguyễn là tao cay lắm rồi đó, cái thứ này là giang hồ sĩ má nghệ sĩ cái gì đủ má tao dễ hài hay hơn nữa, nói gì thì nói cũng nhờ bà Hằng á mày lôi cái đám cổ ra cho thiên hạ nó biết mặt, có nghĩa là lôi cái mà những cái mảng mà đen tối trong cái show bít show bét show quần què đủ ra cho người ta mới thấy đủ má. Cái đéo gì đâu phải sợ tụi đó má, phải đỡ mệt ồ thứ tào lao đủ mẹ, hát thì như cái quần què ra tiếng ôn gì hơi ho là mới đéo gì, tao nói rồi tao nói từ lâu rồi tao nói rồi má không có thằng nào mà hát lọt lỗ tai tao hết trơn rồi mệt đủ mẹ, có chỉ cần có 200 triệu má mày coi không có thằng nào mà kêu thằng Hoài Linh bằng ấy đủ mà phải cúng bái nó trơn trời, toàn học trò của nó hoặc là đệ tử đó toàn sao má là boy không à, đéo có gơ đủ thứ bóng đồng bóng rồi rồi gì hầu đồng hầu cốt tới bây giờ còn mê tín dị đoan cúng tiền cúng bạc rải tiền ố trời má, vừa có chuyện phản cảm tao thẳng bạch tao không có chửi nhưng mà thì tao thấy quá quá mà tao là tưởng ba ngày xưa thì tưởng một con hai con lẻ đẻ con vịt lạc đàn đủ bây giờ nó lại thì đủ trong trường đào tạo mà nó cũng còn vậy nó quá ác nữa này, thằng mấy thằng Đức Cống á lên nó phát ngôn bừa bãi viết xe tốt nào cặt giá gì đủ tùm lum ra mà thấy đủ đạo đức nó đâu mẹ thứ gì đâu suy đồi, cái này là một cái tập đoàn mafia nếu phải nghệ sĩ nghệ sung gì trơn á, tôi yêu cầu tất cả mọi người đều tẩy chay những cái chương trình nó có tụi nó không cần coi coi không có chết, không có gạo nấu thì nó mới chết đúng không,
Đồ mấy chứ còn không nghe tôi nói đâu có chết đâu. Không cần tôi nói cũng không chết luôn. Đáng lẽ mấy cái chuyện này tao không có lên tao nói làm cái gì. Nhưng mà tại tôi bức xúc quá đi. Tao thấy cái càng ngày nó càng lộng hành. Trong khi đó pháp luật mình nó còn nhỡn nhơ sẽ chậm giải quyết những cái chuyện rùi bui. Lôi đầu mấy người ra cho nó bóc cống hết mẹ đi. Tào lao đồ má đồ có thứ mức dạy đâu không. Đồ hôm trước mà nó kéo tới nhà Duy Nguyễn là tao gay lắm mà. Nghệ sĩ gì kỳ á. Này sẽ đủ mà giang hồ chứ đủ nghệ sĩ cái gì. Mẹ thiệt. Từ độ trong trường lớp đã dạy thứ mất dạy rồi, thấy không? Giảng viên từ giáo sư đi đi dạy mà nó đã mất dạy như vậy rồi thì tao hỏi mày học trò nó làm sao, nó thế nào tạo toàn là thứ mất dạy không mà, thấy không? Rõ ràng thầy sao thì trò vậy thôi. Chứ còn gì nữa, chúng mày nghĩ mày coi đứng trên bục giảng dạy tất cả những cái chuyện gì mà bí quyết nghề nghiệp của nó thì thầy sao phải trò vậy không? Rất nhiều cái thấy bất bực. Hay ho gì mấy con hát với lại thằng hề. Đủ mẹ. Toàn là ba cái thứ đồng bóng tao chưa từng thấy. Ở trong cái giới nghệ sĩ của mình Việt Nam bây giờ nghe chữ mang danh nghệ sĩ cái thằng hề con hát toàn là bóng với đồng không à. Đồng bóng còn BD nữa, đủ má, hầu hết á, đủ mẹ thấy ghét. Đáng lẽ người ta phải khiêm nhường, được ăn đồng tiền của bá tánh của công chúng là phải khiêm nhường, đâu còn khoanh dùng á. Tao là không có dùng đất cấm, đất cái mã mẹ mày cái mất cấm, tao đào mã cha mày lên cái đủ mất đất dùng đất cấm, nó làm cái đéo gì phải mà nó cấm, mày bất quá cũng là một thằng hề con hát thôi chứ cái gì. Trong xã hội mày làm được cái gì mà giúp ích được cái gì? Trời, cái thằng Huệ Linh đó thì ở trong nước anh đâu có biết cái vụ gì, biết nó ăn tiền rồi bảo lục gì đó rồi không, mình không nắm rõ, anh không có biết. Anh chỉ nói là những cái thằng mà mất dạy nhất mà đứng đầu trong giảng đường dạy người ta mà đang học trò dạy giáo sư dạy quá nhưng mà đào tạo.